Xin chào tất cả mọi người Video hôm nay Bách vừa về thêm một cặp D225 mã của Onkyo Và cái dòng loa Liverpool này thì được hãng phát hành vào năm 1989 Ở thị trường Việt Nam thì nó cũng rất là quen thuộc rồi Tại vì mức giá của nó rất là rẻ các anh Rất dễ tiếp cận nhưng mà nó có sở hữu một cái ngoại hình khá đẹp Và cái chất lượng âm thanh của nó cũng rất là tốt Đặc biệt là nó cũng không có cái âm ly cho nên là với một cái combo khoảng 7-8 triệu gồm âm ly và loa chúng ta có thể phối ghép được một dàn nghe nhạc ok rồi và nó sẽ đáp ứng tốt cho các anh trong những không gian phòng vừa và nhỏ khoảng 20-25 mét vuông tùy ha nếu như mà phòng của các anh kính như là những không gian của nhà chung cư rồi chẳng hạn thì không gian phòng lớn hơn nhũ xíu các anh vẫn có thể khai thác tốt với cái cặp D200 và D225 mã cặp này thì công suất của nó cũng khá là ok các anh 150 w lần cho nên là về cái khả năng chịu tải của nó cho những không gian khoảng 25 -30 vuông là vô tư về tình trạng á, thì cặp này về đẹp trùng seri và e căng thì bác đã tháo sẵn ra để ở bên ngoài rồi các anh có thể thấy e căng của chúng ta toàn bộ cái phần khung của nó là bằng khung nhựa ha cho nên là nó bẩn á, chúng ta có thể đem giặt được không có sợ ảnh hưởng gì cả tương tự thì cái này cũng vậy lưới đẹp không sờn thủng và cái phần khung của nó cũng rất là ok này chúng ta sẽ có hai cái tem của onkyo được làm bằng kim loại phay xứ ở bên ngoài như thế này nhìn khá là sang ha nhưng mà theo quan điểm cá nhân của bách á thì khi mà chúng ta để cái loa trần như thế này nó sẽ đẹp hơn ốp okay, cái căng vào thì nhìn nó hơi cục mịn chút xíu ở đây là cái phần loa này cái bề mặt này á, thì nó khá là bóng nhưng mà nhiều anh thắc mắc cái này là gỗ lạng hay là simili thì cái này nó là simili nha các anh nhưng mà cái cái loại simili của người ta nó rất là dày và cái bề mặt của nó bóng cho nên là chúng ta nhìn nó rất là giống gỗ ha và ở đây thì các anh có thể thấy tình trạng của nó nè bắt báo luôn về cái mức giá bán thì cặp loa này tình trạng đẹp nguyên bản sẽ được bảo hành trong vòng 6 tháng và nó có mức giá bán là 3 triệu các Thì với mức giá này nói thật tình ra ở trên thị trường đồ chơi âm thanh ở Việt Nam để sở hữu một cặp loa nghe hay bày đẹp và nó có một cái uy lực có thể đáp ứng được cho chúng ta trong khá là nhiều cái kích thước không gian khác nhau á thì hầu như 3 triệu chúng ta rất là khó lựa chọn ha. Chỉ gói dòng này và dòng D200 trơn là có thể đáp ứng được thôi. Ở đây thì các anh có thể thấy góc cạnh đường nét của chúng ta rất là đẹp này. Cặp này số series của nó là 1915 ha ở đây chúng ta sẽ có phần lỗ hơi và phần cọc cắm loa ở phía dưới này rồi các anh quan sát luôn tổng thể về cái phần thùng bên ngoài cho nó tỉ mỉ bắt có nhìn sơ rồi bắt đánh giá gặp loa này tình trạng phần thùng đẹp ở đây chúng ta sẽ có cấu hình của loa ha thì dòng D200 và D225 mã thì chúng ta sẽ có cấu hình hai đường tiếng phía dưới thì chúng ta sẽ có một loa bát với đường kính là 16cm và màng của nó là màng bằng sợi carbon nha các anh Sợ này thì nhẹ và có độ cứng rất là cao cho nên là nó cũng cho ra cái tiếng bá tốt nè Thì thông thường á, rất là nhiều mẫu loa ứng dụng cái sợi carbon này Ở phía bên trên thì chúng ta sẽ có một cái chép đôn với đường kính là 2,5cm Và chúng ta sẽ có cái phần sườn của loa ở phía bên ngoài á, Thì được bọc bằng một cái lớp nhựa giả kim loại nha các anh Chứ nó không phải là kim loại nha Nó là nhựa giả kim loại phay xước như thế này, nhìn khá là đẹp Và tuyến loa các anh cũng có thể thấy tình trạng khá tốt nha Hầu như là không có gì để chúng ta chê trách cả Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái logo nữa Và cái tem này á, nên logo của Liverpool Và nó có một vài cái thông tin cơ bản ở đây Các anh có thể thấy là phần tem của chúng ta cũng khá đẹp ha Rồi tương tự thì cái còn lại Đây là phần loa chép nè Và đây là phần loa bát Các anh có thể thấy là ở trên này bụi sót và bụi bẩn còn khá là nhiều Tuy nhiên tình trạng loa đẹp và hầu như không có gì để chê cả Phần tem cũng vậy ha cái tem này á, thông thường những cái sản phẩm mà đã qua sử dụng ở thị trường Việt Nam rồi thì nó sẽ bị oxy hóa tại vì cái này nó bằng kim loại, nó được xi si vàng ở bên ngoài thôi chứ nó không phải là kim loại uh, nó nó khá là dễ bị oxy hóa, thành ra là những cái cặp loa mà hàng bãi á, thì nó giữ được cái tình trạng tốt, còn loa mà hàng đã xài Việt Nam rồi thì những cái này đại đa phần là nó bị đen. Đó các anh có thể thấy, khá đẹp ha. Rồi, ở đây là cái phần thùng của cái còn lại. những cặp loa này thì tuổi đời của nó khá cao rồi ha các anh ba mươi mấy năm rồi đó nhưng mà tình trạng thì khá là ok hầu như không có gì đáng để chúng ta chê trách cả thì ở đây chúng ta sẽ có một phần tem in một vài cái thông số kỹ thuật này cặp loa này thì nó có cái mức công suất tối đa là 150 trăm w cái này là công suất chịu tải ha cái trở kháng của nó là 6 ôm độ nhạy là 89 mươi và cái tần số đáp ứng của nó là từ 38 cho tới 45 mươi năm ngàn trọng lượng của nó là 6,8 kg một cái và nó được sản xuất tại Nhật nha các anh. Đó, cái tem của Onkyo nó in rất là rõ ha, rất đầy đủ thông số ở trên này. Đó, cái tần số đáp ứng 38 hạt là một cái tần số giảm cầm khá là tốt các anh. Thông thường á, thì loa nghe nhạc nếu như mình không tính loa siêu cầm nha thì những cái mẫu loa nghe nhạc nó chỉ rơi vào cái ngưỡng 38 trở lên thôi ít cái nào mà nó đạt được tới cái ngưỡng tần số âm trầm xuống tới cái cái mức độ này lắm thành ra là gan có thể thấy cái mặt thông số thì cặp này rất là ấn tượng ha bây giờ bác sẽ mở ra để gan quan sát và đánh giá luôn tình trạng của nội thất bên trong ở phần nội thất á, thì đầu tiên các anh thấy chúng ta có cái củ loa bát và củ loa chép đều được bọc một cái lớp chống nhiễu khá là lớn ở phía bên ngoài ha và thân của nó thì nó sẽ được làm bằng kim loại và nó được xi si bảy màu ở phía bên ngoài như thế này tình trạng thì khá là đẹp và các anh cũng có thể thấy là chúng ta rất chúng ta có rất là ít những cái dấu hiệu của sự lão hóa trên này ở phần loa bass cũng vậy phần sườn của nó cũng được làm bằng cái vật liệu tương tự và chỉ có cái phần viền này á là nó áp vào phần gỗ cho nên sau hơn 30 năm thì nó bị đổi màu như thế này đó chứ còn tình trạng nhìn chung á thì rất là đẹp ha hầu như không có gì đáng để chúng ta chê trách cả rồi ở đây là cái phần nội thất thì chúng ta sẽ có hai cái bo mạch phân tầng riêng biệt và cũng khá là đơn giản ha cái mạch cho cái phần loa bát á, thì chúng ta sẽ có hai cái cuộn cảm này hai cuộn cảm khá là lớn rồi các cái tụ và điện trở đó ở phía bên trên thì chúng ta sẽ có một cái bo mạch cho cái phần phân tầng của loa chép hai cái riêng biệt phải đặt rời ra như thế này ha các anh ở phía bên trong thì chúng ta cũng chỉ có một ít bông tản nhiệt à, bông tiêu âm thôi chứ nó không có nhiều không có nhiều và đặt kính thùng giống như là dòng D200 trơn ha đó, tình trạng thì các anh có thể thấy từ ngoài vào trong e căng tuyến loa thùng vách rất là ok đặc biệt là về mức giá cái cặp này đợt này giá của nó rất là rẻ ra đợt này thì tất cả mọi chi phí nó ổn định lại rồi cho nên là mức giá vận chuyển này rồi mức giá mua hay là cái gì đó nó cũng ổn rồi thì một cặp với tình trạng như các anh vừa quan sát hiện đang có mức giá bán là 3 triệu ha nó rẻ hơn rất là nhiều nếu như so với thời điểm tháng 10 năm ngoái á, thì cặp này là 4 triệu rưỡi rất là cao tại vì cứ vận chuyển nè và mua rất là khó khăn thì lúc đó thì giá nó cao thì phải chấp nhận thôi còn bây giờ á, thì giá nó rẻ và tất cả mọi chi phí nó ổn định rồi cho nên là những cái sản phẩm này giá rất là ok ha đó, cặp này chỉ với mức giá là 3 triệu thôi thì bách nghĩ đây sẽ là một cái lựa chọn rất là hoàn hảo để các em có thể phối ghép và à, thưởng thức những cái bản nhạc yêu thích của mình trong những cái không gian mình mong muốn ha Tại vì cái cặp này nó cũng khá là đẹp sẽ để được sẽ bày trí được cho nhiều không gian khác nhau á rồi anh nào có thêm bất kỳ thắc mắc hay là nhu cầu gì vui lòng liên hệ với bách qua hai số điện thoại bách để ở đầu và cuối video ha xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh trong các video lần sau ạ thì trong cái đợt này bách cũng có về được hai cặp d 500 trăm và một ít logo thì những cái sản phẩm này bác sẽ cập chi tiết và cập nhật chi tiết và lần lượt tới các anh sau ạ xin chào và hẹn gặp lại các anh trong các video lần sau